mà mở tròn tròn quay cái miệng mình luôn á, nhưng mà các anh thấy nó cũng bị lọt vào trong. I E A U U. Các bạn nào thấy sự khác biệt cái chữ A này nó bị gì đúng không? Nghe nó bị tụt bị chậm đúng không? Vì vậy mặc dù anh có mở miệng mà A nó phải là A chứ không phải là A, mà mở tròn tròn quay cái miệng mình luôn á, nhưng mà các anh thấy nó cũng bị lọt vào trong. Khi các bạn mở khẩu hình được rồi, các bạn vẫn phải đảm bảo nghe làm sao cho năm cái chữ này nó giống như cùng một cái khuôn, nó đúc ra từng để có chữ thì lồi ra, có chữ thì bị tụt vô trong. Cái này nó sẽ liên quan tới cái giống như hồi nãy em nói cái khẩu hình bên trong rất nhiều. Khẩu hình bên trong này các bạn khi hát ấy, các bạn hơi rí cái cổ lên chiến là tự nhiên không nhìn thấy cái cổ mở, mà thấy phần bên trong này, phần trong cùng của cái răng ấy, nó nhẹ cứng cứng theo khẩu hình bên trong.